我很高兴再次与范明正总理会面，欢迎你来华出席夏季达沃斯论坛。去年年底，我访问越南期间，同阮富仲总书记一道宣布，构建具有战略意义的中越命运共同体，引领两国关系进入新阶段。半年多来，两党两国高层交往密切。 Trân trọng cảm ơn đồng chí, dù công việc rất bận rộn, đã dành thời gian quý báu tiếp tôi và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. Phát triển quan hệ ổn định, bền vững, lâu dài, không ngừng củng cố tin cậy chính trị, mở rộng và làm sâu sắc hợp tác mọi mặt với Trung Quốc luôn là chủ trương nhất quán trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.